Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là một số cái thao tác cho người mới chơi TOS nha. Đây, bây giờ mình sẽ vào phần free training này trước. Ok, đầu tiên là vào cái hướng điều tiết này. Đây, cái hướng điều hướng các bạn biết rồi ha. Đây, quay quay này. Đó, cái mình quay ra cầu thủ mình cũng sẽ đảo theo nha. Này, nút B là để mình truyền ngắn các bạn. Đây, nút B là để truyền ngắn và truyền dễ đi truyền sạch. Đó, nút B, ok. Rồi. Này, còn nút C là để mình lốp bóng qua đầu các bạn. Đó, lốp bóng. Đó. Lúc C là để lốp bóng nha. Đó, mình có thể hiểu nó hôm nay là câu bóng qua đầu. Đó. Đó. Đấy. Đó. Ừ. Đây, bây giờ mình sẽ thử lốp bóng qua đầu của môn nha. Đó. Lúc C là ở mức độ nhẹ. Còn lúc sút là lúc này. Đó, các bạn thấy nha. Còn lại này. Đó, lúc xe sẽ là lúc sút các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ biểu diễn. Mình sẽ có một số skill qua người các bạn. Đây, đầu tiên là mình chuyền bóng cho cầu thủ có kỹ thuật đi. Đây, để vai nha. Thì vai này cũng có kỹ thuật tốt mà. Thì mấy cái skill này là nên thực hiện những cầu thủ mà đã nâng chỉ số lên max các bạn. Thì nó sẽ dễ thực hiện hơn. Đây. Cái này như là mình vuốt lên này. Thì nó sẽ qua trái này. Lại này. Đó, sẽ dốc bóng qua trái, vuốt lên này. Đó, vuốt lên trước ha. Thì vuốt xuống thì nó qua phải này. Đây. Đó, đi xuống qua phải nè. Đó. Chưa. Bàn tay nha. Rút lên nè. Qua trái nè. Bước xuống nè. Qua phải. Lên. Qua trái. Bước xuống. Phải. Ok. Mình sẽ nè. Đó. Rút lên. Qua trái. Bước xuống. Qua phải. Đó. Lâu lâu mình sẽ gặp mấy cái mà bị vấp bóng đó. Đây. Đó. Được chưa? Rút lên là qua trái nha. Đó, dập bóng rồi, ok. Bây giờ cái kỹ thuật thứ hai đó là phút bóng lên, là mình sẽ dập bóng qua đầu. Đây, làm thử nha, phút bóng lên, đó, dập bóng qua đầu, ok. Đây, mình sẽ làm lại nha. Đây, phút bóng lên này. Đó, rồi, làm lại nha, bên đây này. Bên đây khả năng đó gặp bóng luôn các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Gặp bóng sẽ có hai kiểu như vậy. Một là móc hai chân lên. Hai là như vậy. Đó, gấp cả hai chân. Đó. Tùy theo cái độ mà cái chỉ số kỹ thuật của kiểm soát bóng của cầu thủ á, mà cái độ chính xác hoặc là thành công hoặc là bạn nó sẽ khác nhau nha. Ok chưa? Bây giờ mình gặp bóng lên ha. Ok, còn bây giờ là mình qua người khác. Đó, qua người bước xuống nha. Đó, các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy dấu tròn này là qua người. Ok. Rồi. Đây mình lại qua người. Ok, cắt bóng lên. Đây mình sẽ cho các bạn thêm một cái skill nữa, đó là khi mà mình nhấp đôi vào màn hình đấy, nó sẽ có những cái kỹ thuật hay lắm. Đây cho ngay gấp bóng này. Đây Hà Lan đi, Hà Lan sẽ gấp bóng này, nhấp đôi vào màn hình này. Đó các bạn thấy vô lê mình lại đây, chọn cho đi rai bước lên gấp đôi lại, đó nó sẽ sút trực tiếp luôn các bạn. Đây,
sẽ chuyển cho Maxi, sẽ gấp bóng lên. Được. Đó. Khi mà mình nhấp đôi tức là nó sẽ sút nhanh lắm các bạn. Cái này khi mà mình phối hợp đá phạt, mình nhấp đôi vào màn hình thì sẽ như vậy này. Mình sẽ thử cho các bạn coi nha. Đó, đá bò cạp các bạn. Đây, làm lại nha. Các bạn coi nha. Đây, sẽ làm lại nè. Đó, thấy không? Móc chéo chân này ra, tùy theo cái cầu thủ hoặc tùy theo tình huống là nó sẽ có những cái cách sút nó khác nhau vậy. Đó, các bạn thấy không? Vô lê ngược. Mình nhấp đôi vào màn hình nó sẽ có rất nhiều cái kỹ năng nha. Đó. Đây. Đó, các bạn thấy không? Tùy theo cái vị trí bóng rơi đó mà cái cầu thủ này họ sẽ xử lý bóng khác nhau. Đây. Xem Messi nha. Messi sẽ đá nối đó. Mình sẽ đá qua cánh giống như phạt góc á, giống như là mình phạt và phối hợp trực tiếp cạnh thôi. Đó, đánh đầu ha. Ok. Giờ mình sẽ ôm làm cái skill nha. Đây. Đầu tiên là bút bóng qua phải nè. Qua trái nè. Qua phải. Đó. Rồi. Bây giờ thứ hai là gấp bóng nè. Đó, quẹt bút lên nha. Bút lên là sẽ gấp bóng. Gấp bóng thì sẽ có hai kỹ năng gấp bóng. Đó. Các bạn nên canh cái khoảng cách này để mình gấp nó không có bị mà chậm quá các bạn. Đây. Rồi bây giờ sẽ là skill xoay người, đảo người đó. Mình cũng nên canh cái thời gian đảo người các bạn. Đó, các bạn thấy nó chạy nhanh không? Đó. Ok. Nhớ chưa? Đây. Nút B là truyền. Đây. Để mình truyền nhanh. Giống kiểu Tiki Taka các bạn. Đó. Truyền nhanh nè. Thấy không? Xe. Nút B nha. Đây. Còn nút A này là lớp bóng các bạn. Có thể hiểu là nó nhẹ hơn cái cú. Cái nút kia tí. Đó. Mình sẽ lớp cái bóng. Đó. Còn cái nút C này là nút rút xa các bạn. Các bạn thấy em lớp bóng vào đầu.